Quý vị thân mến, có câu nói, sống có đại khí mới có thể hiên ngang giữa trời đất. Bên trong nhân cách con người, có một thứ mê lực hấp dẫn mọi người, gọi là đại khí. Bất luận người địa vị cao hay thấp, sự nghiệp lớn hay nhỏ, thân phận sang hay hèn, điều có khả năng lôi cuốn người khác nhất chính là đại khí. Chúng ta hãy cùng nghe lời Phật dạy về sống có đại khí để hướng đến cuộc sống thiện lương và thư thái. Vậy đầu tiên, thế nào là đại khí? Đại khí là phong thái, là khí chất, khí độ của một người, là một dạng biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tổ hợp các tố chất của một con người. Lời Phật dạy về sống có đại khí cho rằng, người đại khí nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng. Khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay là làm việc khiến người khác trố mắt kinh ngạc. Người đại khí luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Người đại khí giống như là một cuốn sách hay, khiến cho người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột trột, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Và một khi đã cầm lên đọc, sẽ không muốn dừng lại, thu được lợi ích vô cùng. Đại khí là một loại hồ đồ, không vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn như hồ đồ nhưng nội tâm sáng tỏ. Đại khí là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với cả sự nông cạn của người khác. Đại khí là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng thì như trăng sáng, tâm như nước lặng, xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Đại khí là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu thái sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đại khí là một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Đại khí là một dạng khiêm nhường, nửa chai nước luôn ở trong bình lắc lư. Người ít học thường hay huênh hoang, trong ba người cùng đi thì ắt sẽ có người là thầy của ta. Đừng xem thường đánh giá thấp bất cứ ai, từ trên thân người khác tìm ra điểm yếu và khuyết điểm của mình. Không sùng bái bất kỳ một ai, nhưng luôn học hỏi những điểm mạnh của người khác. Một người đại khí không phải là không có thất tình lục dục, mà là hiểu rõ thế sự, thấu tỏ nhân tình. Bất kể là không thoải mái đến đâu, vẫn có thể nở nụ cười. Sự tình đã qua thì cho trôi theo dòng nước, không để những thứ ô nhiễm bất tịnh tồn tại trong tâm mình. Nội tâm vĩnh viễn bảo tồn sự thanh tịnh. Đại khí là một dạng tài phú, luôn gắn chặt cùng với mình, không ai lấy đi được, buộc lộ ra ngoài sẽ luôn được mọi người tán dương khen ngợi, ẩn giấu đi giúp bạn ung dung lập thế. Đại khí là một dạng tu dưỡng, có một độ thâm sâu, người khác có thể không dò biết được nội tâm của bạn ra sao, nhưng vĩnh viễn không khiến người khác ôm giữ hoài nghi hay đối địch với bạn. Vậy sống sao cho có đại khí? Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe lời Phật dạy sau đây. Lắng nghe lời Phật dạy về sống có đại khí, đối với người luôn khoan dung, không tính toán chi li, đối đãi với người khác một cách thoải mái, rộng lượng, lòng dạ khoan dung, đây là biểu hiện của một người có tu dưỡng tốt. Cổ nhân nói, người quân tử có thể nhẫn với người không thể nhẫn, khoan dung với người không thể khoan dung. Đồng thời giữa người với người cần có sự thấu hiểu, quý trọng duyên phận, giúp đỡ nhau, phối hợp với nhau, lấy thành tâm đối đãi nhau. Đối với những mục tiêu chung cần hợp tác, hợp lực, tín nhiệm lẫn nhau, cầu tiến bộ. Kẻ thù thông thường là do tự mình tạo nên. Trong lịch sử, người thành công đã có khả năng hóa thù thành bạn, bao dung người, thấu hiểu người, độ lượng để dùng người, khiến người khâm phục, đó cũng chính là trí tuệ làm người. Đối với sự tình, luôn siêu xuất, không bị hãm sâu trong đó. Một đời người có thể gặp phải rất nhiều sự tình, tựa như mỗi lần chớp mắt là lại có một vấn đề phát sinh. Chúng đột nhiên xảy đến khi ta không kịp trở tay,
bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh. Bất luận sự việc lớn hay nhỏ, mặc kệ là tốt hay xấu, đều không cần quá để ý, quá coi trọng. Chớ nên vừa thấy chuyện tốt liền vui mừng hớn hở, gặp chuyện xấu liền đăm chiêu ủ rột, ủ rũ héo úa, gặp chuyện lại không dám đảm đương, sao có thể thành đại khí được. Đối với những bất công, luôn rộng lượng, không mang bụng dạ hẹp hòi. Một người sống trong hiện thực của xã hội sẽ phải chịu những thiệt thòi, phải chịu ủy khuất, đó là chuyện bình thường. Đồng nghiệp nói năng lỗ mãng khinh mạn bạn, đơn vị làm việc bất công, làm thương tổn bạn, cử chỉ lời nói của lãnh đạo không nể mặt mũi bạn, hết thảy những việc này đều không có gì đáng ngại, đều cần rộng lượng mà bỏ qua, đạm nhiên mà xử lý. Nếu cả ngày vây quanh mình là những suy tính quẩn quanh, bản thân lúc nào cũng cân đo thiệt hơn được mất, lòng dạ hẹp hòi như thế, sao có thể thành đại khí được đây? Vì vậy hãy lắng nghe lời Phật dạy, để sống có đại khí, hướng đến lối sống thiện lương và thư thái. Bên cạnh đó, người có lòng khoan dung rộng lớn thì thường tự do tự tại, ung dung, dung nhàn, đi đâu làm gì, gặp người nào việc gì thì cũng thuận theo cơ duyên, thì đều có thể hài hòa viên mãn. Khoan dung là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời vạn vật. Con người vốn có bản tính thiện, người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn. Người khéo nhẫn nhịn sẽ từ vẻ bề ngoài cho đến nội tâm đều nhẫn chịu một cách vui vẻ, tức là biết khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc cho mình. Người khéo khoan dung sẽ khoan dung với vạn vật, mọi sự, mọi người, lòng như biển cả, nhận nước từ trăm sông. Lòng như đất trời xuân tốt tươi cho vạn vật thì đó chính là từ bi. Người thường nuôi dưỡng tâm thiện thì có được lòng khoan dung, vui vẻ sống trên đời, đối nhân xử thế đều trọn vẹn, cho nên người người đều vui vẻ kính trọng. Người tu luyện, tu cái tâm thiện thì sẽ tu xuất ra từ tâm từ bi, nhìn chúng sinh đều khổ mà sinh lòng thương xót cứu giúp, cho nên người người đều sùng kính và ngưỡng vọng. Khoan dung là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời vạn vật. Phật gia giảng đại ý rằng, lòng từ bi có thể bao dung đất trời vạn vật, dung hợp vạn vật như mùa xuân tươi tốt. Khoan dung là đức tính tốt đẹp mà người có trái tim từ bi có được. Người có lòng khoan dung thì khi sự tình trở nên căng thẳng bế tắc, họ biết quay đầu chuyển hướng, cũng khiến cho quan hệ căng thẳng biến thành liễu ám hoa minh. Khoan dung là thuốc tiên, khiến quan hệ giữa người với người càng thêm hòa ái, khiến chúng ta càng nghĩ cho người khác hơn. Lắng nghe lời Phật dạy rằng nhẫn nhục chính là khái niệm mở rộng của khoan dung. Trong các ngôi chùa chúng ta thường thấy tượng Phật Di Lặc bụng to, đó cũng là hình tượng tiêu biểu cho sự khoan dung. Các kinh điển Phật giáo xưa thường giảng, Phật Di Lặc là Phật tương lai hạ sinh trần thế độ chúng sinh. Ngài sẽ đem lại cho chúng sinh, cho thế gian một tương lai tràn đầy hy vọng và niềm vui. Thời Ngũ Đại có Hòa Thượng Bố Đại, cũng có tên Hòa Thượng Khiết Thử, được cho là Phật Di Lặc một lần hạ thế kết duyên với cả chúng sinh. Hàng ngày Ngài khoác cái túi vải to, tức Bố Đại, đi khắp nơi hóa duyên. Quải chiếc túi vải, thấy ai dâng lên món gì, Ngài đều bỏ cả vào trong túi. Vào chợ, vào xóm, Ngài thấy cái gì là xin cái đó, bất kể cá ươn hay rau úa xin được, đều bỏ vào miệng, còn lại thì bỏ vào túi. Nhưng mà thấy ai cần cái gì, thiếu cái gì, Ngài liền lấy trong túi ra cho. Hòa Thượng Bố Đại lúc nào cũng ung dung tự tại vui vẻ. Ngày 3 tháng 3, năm thứ 2, niên hiệu Trinh Minh, nhà Hậu Lương, Hòa Thượng Bố Đại ngồi trên bàn thạch, gần nơi mái chùa Nhạc Lâm mà nhập diệt. Lòng khoan dung độ lượng giống như chiếc túi vải của Ngài, mở ra bao la rộng khắp mười phương, thu hết mọi vật của thế giới mười phương vào trong túi, quán chiếu cái tâm tự tại. Lòng khoan dung chứa hết cả vạn vật như thế thì chính là cái tâm từ bi của các bậc giác giả, thương xót chúng sinh, tùy duyên hóa độ hết thảy mọi người, mọi vật. Bởi thế nên dân gian mới quan niệm rằng đặt tượng Phật Di Lặc trong nhà, tài lộc và hạnh phúc ùn ùn kéo tới. Những cảnh giới này thì ít người đạt được vì nó yêu cầu phải gạt đi những lợi ích của bản thân. Có điều mỗi ngày chúng ta hãy tự dặn lòng mình rằng hãy khoan dung hơn mỗi ngày, sống đơn giản và thanh khiết hơn ngày hôm qua. Cuộc đời rồi này sẽ tươi đẹp muôn phần. Để có một cuộc đời và cuộc sống đi đúng hướng thì ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của Pháp Sư Tịnh Không với 10 điều trọng yếu của sự tu hành.
Đầu tiên đó chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha mẹ là pháp môn căn bản rất lớn của đạo Phật, cũng là điều kiện quan trọng cơ bản để làm người. Chúng ta nghĩ thử, ngay cả loài chim muông còn biết báo ân nuôi mớm. Nếu như chúng ta không hiếu dưỡng cha mẹ thì chẳng phải không bằng loài cầm thú hay sao? Cha mẹ là ruộng phước lớn nhất đời này của chúng ta. Công đức hiếu dưỡng cha mẹ và công đức cúng dường Đức Phật như nhau. Không hiếu dưỡng cha mẹ thì bị coi là sai lầm lớn nhất của đời người. Người bất hiếu một chút tư cách cũng không có, nói gì đến học Phật. Ngoài ra chúng ta còn khuyên cha mẹ có tín, nguyện, niệm Phật, cầu sinh về Tây Phương, mãi mãi thoát khỏi nỗi khổ sinh tử luân hồi, mới là hiếu đạo cứu cánh viên mãn. Điều thứ hai, làm tròn bổn phận. Làm người ở thế gian thì ai cũng có bổn phận và trách nhiệm của riêng mình. Người học Phật trên cương vị công việc của mình phải nỗ lực tinh tấn làm gương mẫu cho gia đình, xã hội và quốc gia, hiếu thuận với cha mẹ, giáo dục con cái, yêu thương gia đình, làm lợi ích cho xã hội, báo đáp tổ quốc mới đúng là người học Phật. Tự mình trốn tránh trách nhiệm, không làm tròn bổn phận, học Phật mà nói khoác lác đều là dối mình lừa người thì không thể thành tựu được. Điều thứ ba, tin sâu vào nhân quả. Cốt lõi của toàn bộ Phật Pháp chính là hai chữ nhân quả. Chúng ta trồng nhân, thực hiện quả thiện. Trồng nhân ác, nhất định chịu quả ác. Báo ứng nhân quả không sai tí nào. Không phải là không có báo ứng, mà chỉ vì thời gian chưa đến thôi. Người học Phật phải tin sâu nhân quả, lấy giới làm thầy, mỗi ngày tự kiểm điểm, luôn luôn sửa đổi. Ngoài ra thì người niệm Phật tin sâu, trồng nhân thiện, niệm Phật chắc chắn được quả thiện thành Phật. Đây là nhân quả rất thâm diệu. Thứ tư, không sát sinh, ăn chay. Người học Phật thì không làm việc ác, nỗ lực đoạn trừ tất cả các hành vi tội ác. Trong tất cả tội ác nặng nhất là sát sinh, ăn thịt. Bởi vì mạng của chúng sinh rất quý báu, không nên vì thân mạng mình mà giết, ăn thịt nó thì vô cùng căm hận, kết oán thù sâu nặng. Đời sau nó sẽ giết hại lại chúng ta, báo thù đòi nợ, máu trả nợ máu, quả ác rất là thảm khốc. Vì thế chúng ta không làm các việc ác, không sát sinh, ăn chay là việc cần gấp. Điều thứ năm, phóng sinh cứu mạng. Người học Phật phải làm các điều thiện, bất cứ việc thiện nào, chỉ cần có cơ hội thì ra sức làm. Trong tất cả các việc thiện, phóng sinh là đứng đầu, bởi vì phóng sinh là hành vi cứu mạng cấp bách, công đức rất lớn. Chẳng phải việc thiện nhỏ có thể so sánh được. Thân mạng chúng sinh rất quý, chúng ta thả nó, cứu nó thì nó vô cùng cảm kích, kết thiện duyên tốt với nó thì đời sau chúng ta được quả báo thiện, phước đức không thể nghĩ bàn. Cho nên trong các điều thiện lấy phóng sinh cứu mạng làm đầu. Điều thứ sáu, chí tâm thành kính. Chí tâm thành kính là nền tảng thành tựu bất cứ sự nghiệp nào trong thiên hạ. Đại sư Ấn Quang chỉ dạy chúng ta phải dốc hết tâm lực, lấy hai chữ thành kính làm điều quan trọng. Chúng ta có một phần thành kính thì có một phần công đức, có 10 phần thành kính thì có 10 phần công đức. Đây là bí quyết tuyệt vời học Phật thành công, mọi người tuyệt đối phải ghi nhớ kỹ trong lòng. Điều thứ bảy là phát tâm Bồ Đề. Công đức nhiều hay ít của người học Phật theo tỷ lệ thuận với tâm lượng của mình. Tâm lượng rộng lớn thì công đức được nhiều. Vì thế người học Phật phải có tâm lượng rộng lớn, làm bất kỳ việc gì tuyệt đối không nên vì tự tư tự lợi, nhất định phải xuất phát từ tâm chân thành, chân thật vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Chúng ta trên cầu Phật đạo, phát tâm thành Phật, sau đó có năng lực độ khắp chúng sinh. Chúng ta dưới thì hóa độ chúng sinh bằng cách phát tâm, hễ gặp cơ duyên thì nhất định phải đem điều tinh yếu của Phật Pháp truyền bá cho đại chúng. Ngoài ra tâm phải chí thành niệm Phật, cầu sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là chân chính phát tâm Bồ Đề. Điều thứ 8, lạy Phật sám hối. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay tạo nhiều tội nghiệp, nếu có hình tướng thì khắp hư không cũng chẳng dung chứa hết, bởi vì chúng ta là phàm phu xấu ác, nghiệp chướng sâu nặng. Do đó người học Phật phải phát tâm hổ thẹn và chí thành sám hối, siêng năng lạy Phật. Bởi vì lạy Phật một lạy, chí thành thì tội diệt như số cát sông Hằng. Lạy Phật sám hối là bày tỏ tâm chí thành cung kính của chúng ta.
Phương pháp tốt nhất là hổ thẹn tự xét lỗi của mình. Điều thứ 9, tín, nguyện và niệm Phật. Pháp môn tịnh độ là nương tựa Phật lực cứu giúp. Tín là tin thế giới Tây Phương Cực Lạc có Phật A-di-đà. Nguyện là mong muốn mình sau khi sinh về thế giới cực lạc kia, chán lìa thế giới ta bà này. Hạnh là phải trí thành niệm, giữ một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật. Chỉ cần đầy đủ ba tư lương tín nguyện hạnh thì sẽ nương theo đại thệ nguyện lực của Phật A Di Đà cứu giúp ra khỏi sinh tử, vĩnh viễn đoạn trừ luân hồi. Đây là pháp môn vô cùng thâm diệu và tiện lợi nhất trong tất cả các pháp môn mà Đức Phật đã dạy. Nói theo lý, một câu A Di Đà Phật là nhờ Phật được cứu vớt, chắc chắn bảo đảm vãng sanh về Tây Phương. Nhưng vì sao ngày nay người niệm Phật nhiều mà được vãng sanh lại ít? Đây là vấn đề rất quan trọng và nghiêm túc. Ngày nay người niệm Phật nhưng không được vãng sanh quan trọng là do thiếu tín, nguyện lại sợ chết, căn bản là không muốn vãng sanh. Ngày nay người niệm Phật chỉ cầu sống lâu, cầu mạnh khỏe bình an, cầu giàu sang, công việc thuận lợi, cầu tất cả lợi ích ở thế gian, nhưng không cầu vãng sanh về Tây Phương. Một chữ chết thì có thể kiểm nghiệm người niệm Phật có đầy đủ tín, nguyện hay không. Hãy tự hỏi lòng của mình, chúng ta có sợ chết không? Nếu như chết ngay lập tức thì Phật A-di-đà liền đón chúng ta vãng sanh về Tây Phương, chúng ta có bằng lòng không? Một người niệm Phật thật sự là người chán lìa cõi ta bà này, thích cầu về cõi cực lạc thì nhất định cho sự chết là như trở về. Bất cứ lúc nào, họ cũng mong sớm theo Phật A-di-đà về thế giới Tây Phương cực lạc, thì tuyệt đối không sợ chết, luôn mong muốn vãng sanh liền. Còn người niệm Phật giả tạo, trong ngoài khác nhau, tín nguyện không thật là người tham sống sợ chết, không muốn vãng sanh, cầu sống lâu, có nhiều lý do ràng buộc. Chúng ta nên biết tâm người nào sợ chết, không muốn cầu vãng sanh thì trái với tâm Phật A-di-đà, không đủ ba tư lương, tín, nguyện, hạnh. Thì làm sao họ thành tựu vãng sanh về Tây Phương cho được đây? Ngày nay thì 1.000 người niệm Phật thì có 999 người niệm Phật là giả. Nếu người niệm Phật thật sự thì chỉ một chữ chết thường ở trong tâm, tự mình luôn kiểm nghiệm. Chỉ cần người niệm Phật không sợ chết, thích chết, bất cứ lúc nào cũng đón cái chết, luôn mong cầu sớm được vãng sanh về cực lạc. Đây là người niệm Phật thật sự, chán lìa ta bà, thích cầu cực lạc. Như thế, 1.000 người niệm Phật, 1.000 người vãng sanh, vạn người niệm Phật, vạn người vãng sanh, không một người nào mà không sinh về Tây Phương. Và điều cuối cùng, nỗ lực thực hành. Phật Pháp quan trọng nhất là thực hành. Có bà cụ một chữ cũng không biết, hoàn toàn không hiểu kinh dạy, chỉ biết ăn chay lại Phật, chí thành niệm Phật một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà được vãng sanh. Bà học Phật thành tựu vãng sanh hơn hẳn những người thông thái biện tài vô ngại, tinh thông tam tạng. Quan trọng là có nỗ lực thực hành hay không. Người có tài năng, hiểu biết mà không thực hành giống như điểm binh trên giấy vậy. Nói tên món ăn, đếm của báu cho người đều là vô ích. Nói tóm lại, chúng ta học Phật chỉ cầu chuyên nhất, sợ nhất là xen tạp. Chỉ cần nắm chắc những điểm quan trọng rồi nỗ lực thực hành thì nhất định đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Và kính thưa quý vị, nội dung của video ngày hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.